Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ, tiếp tục với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn luyện từ và câu. Tuần thứ nhất, bài từ ngữ trị sử vật hoạt động, câu giới thiệu, câu nêu hoạt động. Và chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên. Chúng mình sẽ dựa vào tranh tìm từ ngữ trị sử vật hoạt động theo mẫu. Ở đây chúng mình có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình. Và từ đó chúng mình sẽ tìm từ ngữ trị sử vật, đúng không? Và từ ngữ chỉ hoạt động theo mẫu. Ở đây chúng mình sẽ có một cái bảng. Ở đây chúng ta thấy là có cột đầu tiên thì từ ngữ chỉ sử vật thì gồm có là chỉ người và chỉ vật. Cột tiếp theo đó là từ ngữ chỉ hoạt động. Ở đây từ ngữ chỉ sử vật thì chúng mình cũng đã tìm một số từ ngữ và cũng đã biết được một số từ ngữ ở trong lớp 2, đúng không? Thì từ ngữ chỉ sử vật giống như các cái tên gọi, đúng không? Chỉ người thì chúng ta thấy là ở đây chúng mình thấy từ chỉ sử vật chỉ người đó là gì? À đúng rồi, bác nông dân này. Rồi từ chỉ sử vật, à đúng rồi, đó là con trâu, đúng không? Và từ ngữ chỉ hoạt động liên quan đến từ chỉ sử vật đó là người, thì hoạt động của người đó là gì? À người nông dân đó là bác nông dân, đó là gặt lúa, đúng không? Còn từ chỉ con trâu, hoạt động của con trâu đó là gì? À đúng rồi, làm cỏ. Vậy thì chúng mình hãy quan sát tranh, tìm thêm cho thầy từ ngữ chỉ sử vật và từ ngữ chỉ hoạt động. Trong từ ngữ chỉ sử vật sẽ có từ ngữ chỉ người và chỉ con vật. Nào, bây giờ chúng mình cùng quan sát tranh trong sách giáo khoa và chúng mình cùng tìm nhé. Thì ở đây chúng mình thấy tranh thì chúng ta đã tìm được bác nông dân là gặt lúa, đúng không? Rồi em bé thì như thế nào này? Đúng không? Và có con gì đấy? À con vịt thì làm gì này, đúng không? Em bé đằng xa này thì đang thả diều này. Vậy thì chúng mình thử nhìn vào và tìm từ ngữ chỉ sử vật và từ chỉ người và từ chỉ chữ con vật nào. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là những từ ngữ chỉ sử vật chỉ người thì gồm có là gì? À đúng rồi, bác nông dân này. Rồi bạn gì? À bạn nữ này. Rồi à bạn nam này, đúng không? Đó là từ ngữ chỉ sử vật mà chỉ người. Còn từ ngữ chỉ sử vật mà chỉ con vật thì chúng mình thấy là con gì? À đúng rồi, có con trâu này. Rồi con gì? À đúng rồi, con vịt này. Rồi con gì nữa nào? Chỉ xác, có con trần truồng này, đúng không? Như vậy đây là từ chỉ sử vật mà chỉ con vật. Vậy thì trừ từ ngữ chỉ hoạt động liên quan đến bác nông dân thì chúng mình thấy làm gì? À đúng rồi, là gặt lúa này, bứt lúa này, đúng không? Có thể là bó lúa này, đúng không? Bác nông dân đang bó lúa, có thể là vác lúa này, đúng không? Và tiếp theo là con trâu thì như thế nào? Hoạt động của con trâu ở đây đó là gì? À đúng rồi, gặm cỏ này. Còn bạn nam thì như thế nào? Hoạt động của bạn nam đó là gì? À chăn trâu này, đúng không? Ngoài ra hoạt động của con vịt đó là gì? À nó bơi này, đúng không? Chúng mình có thể tìm thêm từ ngữ chỉ hoạt động. Từ chỉ con vịt đó là đang bơi này, đúng không? Từ chỉ sử vật ở đây nữa chúng ta thấy con thì trừ từ chỉ vật đó là cánh diều, con diều, đúng không? Thì có thể nói là đang bay này, đúng không? Rất là nhiều từ ngữ chỉ sử vật và từ ngữ chỉ hoạt động trong bức tranh này. Ngoài ra chúng mình có thể tìm thêm nhé. Bây giờ đến với hoạt động thứ hai, chúng ta sẽ làm câu hỏi số 2, đó là dựa vào từ ngữ tìm được ở bài tập 1 đặt câu. Thứ nhất, A, câu giới thiệu. Chúng ta sẽ có một câu mẫu đó là các cô bác nông dân là những người làm ra lúa gạo. Đây là một câu giới thiệu, đúng không? Và câu giới thiệu này nói về, à đúng rồi, giới thiệu về hạt gạo, đúng không? Đó là các cô bác nông dân là những người làm ra lúa gạo. Và mẫu câu thứ hai đó là câu nêu hoạt động. Cũng có một câu mẫu đó là các cô bác nông dân đang gặt lúa.
Gặt lúa ở đây đó là từ đang gặt lúa, là từ chỉ hoạt động đúng không? Nên lên hoạt động của các cô các bác nông dân đó là đang gặt lúa. Vậy thì dựa vào hai câu mẫu và hai yêu cầu, thứ nhất chúng mình sẽ phải tìm những cái từ ngữ lúc nãy chúng mình vừa tìm để đặt một câu giới thiệu. Thứ hai chúng ta hãy tìm những từ ngữ lúc nãy vừa tìm và đặt câu nêu hoạt động. Nào, bây giờ chúng mình hãy dừng video và đặt câu dựa vào từ ngữ đã tìm được ở bài tập 1 nhé. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy là chúng mình sẽ đặt câu giới thiệu đúng không? Ví dụ như chúng ta thấy là gì? À, lúc nãy chúng mình tìm thấy một từ trong bài tập 1, từ ngữ trị sự vật đó là con vật, đó là con trâu đúng không? Ví dụ chúng ta có thể đặt là gì? Con trâu là người bạn của bác nông dân đúng không? Đó là giới thiệu về con trâu, là người bạn của bác nông dân. Rồi bây giờ chúng ta có thể đặt câu tiếp theo về bạn nam bạn nữ, và chúng ta thấy là gì? Thả diều là trò chơi của tuổi thơ, đó là câu giới thiệu về trò chơi thả diều đúng không? Lúc nãy chúng ta cũng có thể tìm thấy từ chỉ sử vật ở bài tập 1, đó là cánh diều, con diều. Và chúng ta có thể là đặt câu giới thiệu đó là gì? Thả diều là trò chơi của tuổi thơ. Tiếp theo chúng mình có thể đặt câu đó là chuồn chuồn là một loài động vật nhỏ bé, đó là một câu giới thiệu về chuồn chuồn đúng không? Chuồn chuồn là một loại động vật nhỏ bé. Như vậy thì chúng ta ngoài những câu thầy vừa đặt ở đây, chúng mình có thể tìm thêm và đặt một số câu giới thiệu dựa vào những từ ngữ chúng mình đã tìm được vào tập 1 nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đặt câu B, đó là câu nêu hoạt động. Câu nêu hoạt động thì lúc nãy chúng mình có tìm được một số từ hoạt động như là gặt lúa này đúng không? Chăn trâu này đúng không? Như vậy chúng ta thấy là gì? À, ở đây chúng ta thấy từ chị nêu hoạt động đúng không? Bạn nam đang ngồi trên lưng trâu. Đó là từ chỉ hoạt động đúng không? Của bạn nam là đang đang làm gì? À, đang ngồi trên lưng trâu đúng không? Và chúng mình có thể đặt câu nữa, từ chỉ câu nêu hoạt động trong những cái từ ngữ chúng mình vừa tìm được, đó là phía xa bạn nhỏ đang thả diều, là một hoạt động của bạn nhỏ là gì? À, đang thả diều đúng không? Đó là câu nêu hoạt động của bạn nhỏ. Bạn nhỏ phía xa đang thả diều. Phía xa bạn nhỏ đang thả diều. Tiếp theo chúng ta thấy là gì? À, đúng rồi, đàn vịt đang bơi lội dưới con sông nhỏ. Như vậy là đàn vịt đang làm gì? À, đang bơi đúng không? Từ bơi ở đây là từ chỉ hoạt động, bơi lội dưới con sông nhỏ. Như vậy thì dựa vào những cái từ ngữ chúng mình đã tìm được ở bài tập 1, chúng ta có thể đặt câu nêu hoạt động thì gồm có là bạn nam đang ngồi trên lưng trâu, phía xa bạn nhỏ đang thả diều, và câu tiếp theo đó là đàn vịt đang bơi lội dưới con sông nhỏ. Ngoài những câu thầy vừa đặt cho chúng ta tham khảo ở đây, chúng mình có thể đặt thêm một số câu khác nữa nhé. Bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động tiếp theo, đó là câu 3. Ghép từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu. Ghép chép lại các câu đó. Và bây giờ chúng ta thấy là cột A thì gồm có là chim chóc này, bầy ong này, đàn cá này. Còn ở cột B thì gồm có là bay đi tìm hoa, đua nhau hót trong vòng cây và bơi dưới hồ nước. Vậy thì chúng mình hãy ghép những cái từ ngữ ở cột A với những từ ngữ ở cột B để tạo thành câu. Sau đó chúng ta hãy dừng video và chép lại các câu đó. Thì chúng mình thấy là các từ ở cột A đó là những từ chỉ gì? À đúng rồi, từ chỉ sự vật đúng không? Cụ thể ở đây đó là từ chỉ con vật như là chim chóc này, bầy ong và đàn cá. Còn ở cột B chúng mình thấy là từ chỉ gì? À đúng rồi, từ chỉ giống từ chỉ hoạt động đúng không? Vậy thì ở đây chúng mình sẽ ghép một câu A với câu B sao cho thành câu được phù hợp. Ví dụ chúng ta thấy là chim chóc, từ chim chóc là từ chỉ sự vật đúng không? Và nếu như nói đến hoạt động của con chim thì chúng ta thấy là hoạt động như thế nào? Tìm xem cột B ở đây chúng ta thấy là hoạt động của chú chim thường là gì? Chim chóc thường gì? À đúng rồi, đua nhau
hót trong vòng cây, đúng không? Đó là hoạt động của chim thì đua nhau hót trong vòng cây, đúng không? Từ tiếp theo là từ bầy ong. Bầy ong là từ chỉ sự vật, đúng không? Và hoạt động của ong là như thế nào? À, chính xác, đó là bay đi tìm hoa, đúng không? Thì dựa vào những cái từ những chỉ sự vật rồi chúng ta sẽ biết được các hoạt động của các con vật đó. Thế đàn cá thì như thế nào? Chính xác, đàn cá thì bơi dưới hồ nước, đúng không? Vậy là những từ ở cột A thì chúng mình thấy là từ chỉ sự vật, còn những từ ở cột B ở đây chúng ta thấy là từ chỉ hoạt động, đúng không? Câu nên hoạt động. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập 3. Chúng ta có thể dừng video và chép lại các câu này nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu ở tuần 1. Từ ngữ, chỉ sử vật, hoạt động, câu nêu giới thiệu, câu nêu hoạt động. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.